Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dungeons & Dragons, một kênh YouTube với các nội dung liên quan tới board game, xoay quanh board game và chỉ về board game cho cộng đồng Việt Nam. Mình là Hải Đăng và trong tập ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một tựa game có nội dung rất là hấp dẫn, có chủ đề rất là mới lạ. Tựa game tên là Playzone. Thì để đối với cái nội dung trong cái tập ngày hôm nay, thì mình sẽ cho các bạn một cái playthrough, một cái solo playthrough. Thì mình sẽ solo playthrough toàn bộ cái trò Playzone này và để xem mình có chiến thắng được cái trò Playzone này không nhé. Thì nếu như các bạn chưa biết thì cái trò Playzone này thì nó xoay quanh có một chủ đề, nó gọi là Heroery hay còn gọi là huy chương học, là một hệ thống mà các huy hiệu hay còn gọi là Coat of Arms sẽ được sắp xếp với một hoa văn, họa tiết hay một gam màu nhất định. Những nguyên tố trên một tấm khiên bao gồm là device hay còn gọi là các logo và các tincture hay còn là những giới hạn của các gam màu và hoa văn. Thì trong game, người chơi sẽ vào vai những nhà thiết kế các tấm khiên để mang lại điểm danh vọng cho chính họ. Tuy nhiên, với cái việc chơi solo thì chúng ta sẽ không tính điểm, mà chúng ta sẽ tính theo việc là phải hoàn thành những cái contract khác nhau. Và rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng set up cái trò chơi Playzone để chơi solo nhé. Những cái chồng bài này là những cái chồng gọi là những cái bản thiết kế hay còn gọi là những cái contract, những cái hợp đồng mà chúng ta sẽ phải làm trong game. Thì trong game này nó sẽ có 5 cái loại bản thiết kế khác nhau, thì mỗi bản nó sẽ có là A, B, C, D. Thì cái chồng màu đỏ này là A này, thì chúng ta sẽ sắp xếp nó vào một cái khu vực ở tương ứng ở chỗ này, thì A, B, C, D. Thì trong khi mà chúng ta chơi solo ấy, chúng ta sẽ phải hoàn thành hết cái đống này thì chúng ta mới thắng được game. Thì mỗi cái chồng bài này là nó có mỗi cái thẻ bài này là nó có một cái yêu cầu khác nhau. Mỗi cái chồng bài thì nó cũng sẽ có cái một loại yêu cầu khác nhau nữa. Những cái token màu đen này thì chúng ta sẽ không sử dụng trên solo, tại vì cái token này chúng ta sẽ sử dụng khi mà chơi nhiều hơn một người mà thôi. Tương tự như vậy, những token mà liên quan tới việc tính điểm như cái khiên này hoặc là những cái cube này, để trong khi mà các bạn chơi đông người ấy, những cái cube này sẽ làm cái hoàn thành contract, thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng khi chúng ta chơi solo. Setup trò chơi solo rất là nhanh luôn, chúng ta đã gần xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy ra một cái khiên, màu nào cũng được, chúng ta sẽ có 4 màu khác nhau. Sau đó chúng ta sẽ bóc ra 2 lá bài từ chồng bài device và 2 lá bài từ chồng bài tincture. Thì như vậy chúng ta sẽ bắt đầu game với 4 lá bài. Và đây, 2 lá bài bên tay này là device, còn 2 lá bài bên này là tincture. Trong trò chơi Playzone này thì chúng ta, khi mà chúng ta chơi solo ấy, thì mục đích của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là phải hoàn thành hết tất cả những cái nhiệm vụ này, những cái objective này trước khi mà hai cái chồng bài nó kết thúc. Thì trong một lượt, nếu mà chơi bình thường thì trong một lượt người chơi sẽ được làm một trong hai hành động. Một cái hành động gọi là hành động acquire, là hành động này là gọi là lấy thêm bài. Còn hành động thứ hai gọi là hành động playzone. Hành động playzone là hành động mà các bạn sẽ xây dựng cái tấm khiên của các bạn bên này. Thì trong cái hành động acquire thì các bạn sẽ lấy hai lá bài từ cái chồng bài này. Các bạn sẽ lấy một lá bài từ đây, một lá bài từ đây, hoặc là hai lá bài từ mỗi chồng, sao cũng được, miễn sao các bạn lấy hai lá bài. Thì khi mà các bạn lấy hai lá bài lên, ví dụ như mình lấy hai lá bài này lên, thì mình có quyền đổi lá bài này với một trong những lá bài mà đang được trình ra ở khu vực này. Chẳng hạn như cái lá bài này thì gọi là lá bài device, thì mình được quyền đổi nó với một trong bốn lá bài này. Giả sử như mình muốn đổi với lá này đi, mình thích lá này, mình sẽ giữ lá này, tại vì mình cần lá này. À không, lá này đi. Và cái lá này mình cũng được quyền đổi luôn. Thì mình sẽ được quyền đổi, mình sẽ lấy lá số 5 này, lá này có vẻ khỏe này, thì mình sẽ đặt ở đây. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn đổi, các bạn chỉ được đổi những lá bài mà các bạn vừa lấy lên thôi. Và rồi sau đó thì chúng ta sẽ đặt lên. Và đó là cái kết thúc một lượt của các bạn. Thì khi mà chơi solo ấy, nó sẽ không có cái quá trình gọi là tính theo lượt, mà là bạn sẽ chơi liên tục để chơi tới khi nào bạn hoàn thành hết nhiệm vụ hoặc là bạn hết bài để bóc mà thôi. Hành động thứ hai mà các bạn có thể làm thay vì là hành động acquire thì các bạn có thể làm, đó là hành động playzone, có nghĩa là các bạn sẽ đặt nó lên trên cái khu vực chơi này. Thì để đặt trên khu vực chơi, các bạn sẽ để ý trên thẻ bài nó sẽ có một cái số này, cái value này. Thì cái này là giá trị của thẻ bài. Thì khi mà các bạn đặt thẻ bài, các bạn phải đảm bảo được rất là nhiều điều kiện khác nhau. Đầu tiên là khi các bạn đặt thẻ đấy, thì các bạn phải đảm bảo làm sao mà các bạn phải bỏ, discard những cái lá bài mà sao cho tổng của những lá bài đó nó phải lớn hơn hoặc bằng với lại cái giá trị bỏ đi.
Chẳng hạn như trong trường hợp này mình xây dựng cái lá bài, thẻ bài là play zone giá trị số 5 này, thì khi mà mình muốn đặt cái thẻ bài số 5 này xuống đây thì mình phải bỏ 4 với 1 như thế này xuống khu vực tương ứng. Hoặc là mình có thể, nếu mà mình có một thẻ bài số 5 khác thì mình cũng có thể bỏ một thẻ bài số 5. Và sau khi đã thẻ bài xong, các bạn có được quyền đặt tiếp một thẻ vào một cái khu vực khác nếu như các bạn đáp ứng được đủ yêu cầu của nó. Chẳng hạn như trường hợp này, mình đặt thẻ 3 giá trị 3 xuống đây thì 2, 1 như thế này. Cái luật đặt play zone nó được sắp xếp như thế này. Các bạn sẽ để ý ở mỗi ô ấy, nó sẽ có hai cái cách đặt, hoặc là các bạn đặt ở trên hoặc là các bạn đặt ở dưới. Ở trên ở dưới là như thế nào? Chẳng hạn như đây thì là đặt ở dưới này đó, tại vì nó cùng với cái icon của cái ký hiệu này. Còn nếu như các bạn muốn đặt cái này thì các bạn sẽ phải đặt ở trên như thế này. Cái thì cái này là đặt ở trên và đặt ở dưới. Thì trong quá trình chơi, khi mà các bạn chơi xong một lượt, thì khi mà cái lượt, miễn sao khi mà các bạn chơi hoàn thành xong một lượt ấy, thì các bạn phải đảm bảo là tất cả mọi thẻ bài nó phải có cùng một cái chiều cách sắp xếp, hoặc là tất cả đều ở trên hết, hoặc tất cả đều ở dưới hết. Khi các bạn đã đặt vào rồi thì nó sẽ phải ở luôn trong cái trạng thái đó. Nhưng đối với những cái ô mà có thể tinh trợ, ba cái ô này nó đều có thể tinh trợ ở trên và ở dưới như thế này, thì khi mà các bạn đặt ở dưới, nếu như trên cái hàng này nó không có một cái thẻ nào khác thì các bạn sẽ dịch chuyển nó lên như thế này, và sau đó thì các bạn hãy đặt quyền đặt nó xuống. Nhưng mà nếu như mà cái thẻ của mình mà đã đặt lên trên như thế này rồi và các bạn muốn không, các bạn không được quyền kéo nó xuống nữa, tại vì trong một hàng nó đã có cái sắp xếp là ở trên như thế này. Vậy nên nếu mà các bạn muốn đặt xuống ở dưới thì các bạn phải làm như thế này, các bạn phải có một cái thẻ khác đè lên và phải đưa nó xuống như thế này. Thì như thế này thì các bạn sẽ, và dĩ nhiên là các bạn cũng mới có cái thẻ này tương ứng. Thì giả sử như khi mình trong lượt đó mình kéo xuống, mình đặt thẻ mới với vị trí thế này, và giả sử như mình có thẻ bài này trên tay thì mình cũng có thể đổi cái thẻ bài này xuống như thế này. Và đây là cái cách mà mình đổi cái cách sắp xếp của cả một cái hàng từ trên xuống dưới như thế này. Thì đó là cái cách mà các bạn play zone. Thì khi mà các bạn chơi bình thường ấy, các bạn chơi mà không phải chơi solo ấy, thì mỗi khi các bạn làm cái hành động play zone, các bạn đặt xuống một cái thẻ bài xong thì các bạn sẽ được ghi được điểm. Số điểm nó được tượng trưng ở đây này. Đây là số 4 điểm, thì các bạn sẽ nâng lên 4 điểm lên đây. Và cứ mỗi lần mà các bạn là người đầu tiên vượt qua được mỗi cái mốc 10, 20, 30, 40, 50 thì các bạn sẽ được lấy một trong những cái con thú như thế này. Và những con thú ngoài ra thì các bạn, những người chơi khác họ sẽ được lấy một cái hero token, là cái hero màu đen mà mình đã nói giới thiệu lúc đầu hồi nãy đấy. Thì những cái hero token đó nó sẽ cho người chơi một cái hành động bonus mà họ được quyền thực hiện trong cái lượt của họ. Tuy nhiên khi mình chúng ta chơi solo ấy thì chúng ta sẽ không dùng cái hero token này. Chúng ta chỉ chủ yếu đó là thực hiện hai hành động là acquire, lấy bài, và play zone là đặt bài lên cái thẻ này của chúng ta mà thôi. Một điểm mà các bạn có thể để ý đó là trên những cái thẻ này, trên những cái thẻ mà element này, nó sẽ có những cái ký tự, chẳng hạn như chỗ này này nó ghi cái màu bộ đen này, các bạn ở đây thấy không? Có nghĩa là cái thẻ này nó chỉ được đặt vào cái vị trí đó trên cái bảng khiên của chúng ta. Còn như cái thẻ này thì là cái thẻ này là một thẻ tincture. Thì cái thẻ tincture này nó có thể đặt ở một trong 6 cái vị trí này, một trong 5 cái vị trí này, miễn sao là nó đáp ứng được đủ cái điều kiện của thẻ tincture. Điều kiện của một cái thẻ tincture đó là trong những cái khu vực nào mà bạn đặt cái thẻ tincture cho một dòng hoặc là một cột như thế này thì những cái ký hiệu của nó phải khác nhau. Tức là như các bạn để ý đây thì tincture nó sẽ có 3 ký hiệu, đây là một ký hiệu này, đây là 2 ký hiệu. Thì một khi mà các bạn đã đặt cái ký hiệu này vào đây rồi thì nguyên cái cột này các bạn sẽ không được đặt cái ký hiệu này vào đây nữa. Thì cái màu trắng này có thể các bạn đặt ở đây cũng được, vì bất kỳ thứ tự nào cũng được, nhưng các bạn không được đặt những cái ký hiệu nào mà nó có cái hình như thế này vào trong này. Thì cái ký hiệu thứ 3 trong cái game này đó là ký hiệu màu vàng như thế này đây. Đây là ký hiệu thứ 3 mà chúng ta sẽ có trong cái tincture. Và bây giờ thì đó là đơn cử là những luật chơi của cái trò play zone này. Và trò chơi sẽ kết thúc khi nào mà mỗi lần mà chúng ta sẽ cố gắng khi chơi solo ấy, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành hết toàn bộ những cái contract này. Và nếu hoàn thành được contract này trước khi cái đóng thẻ bài này kết thúc thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử chơi solo trò chơi play zone này nhé.